Nguồn gốc dịch bệnh là một kiệt tác thu hút giới truyền thông của tác giả David Quam, mang đến góc nhìn khoa học về các mầm gây bệnh trên động vật và đôi khi lây truyền cho chính con người. Trong mỗi chương, những căn bệnh đều dần trở nên rõ ràng, bắt đầu chỉ từ đôi ba tin đồn, vài cái chết bí ẩn dường như chẳng hề liên quan đến nhau. Trong suốt quá trình đó, chúng ta sẽ được thấy muôn vàn cách mầm bệnh có thể di chuyển từ vật chủ này sang vật chủ khác qua phân, dịch tiết, cháy nhầy và máu, và khám phá những hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến phơi nhiễm, leo cây, uống nhựa chà là, ăn hay đơn thuần là chạm vào động vật đã chết. Tác giả cũng tìm kiếm cả những đồng phạm không cố ý là những loài động vật mang mầm bệnh trước khi truyền cho người, lợn, chim, khỉ, khỉ đột và dơi. Và để có thể tìm hiểu hết những dẫn chứng của tác giả về những căn bệnh truyền nhiễm này, bạn hoàn toàn có thể đón đọc trọn bộ tác phẩm tại T-Book, ứng dụng miễn phí giúp bạn lưu trữ e-book và tạo thư viện riêng mình.